nhiêu được rồi. Đi vô mình. Đi vào tiếng vô này cả nhà, thì nó dài dữ lắm. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mình cũng mua được một bịch rau cứng vua nè, có 200g cả nhà. 200g là 100.000, mình mua hai một gói. Đây thì người ta cũng có kèm theo chai nước sốt nè, sốt này hơi mình trộn gỏi á. Hôm nay mình sẽ làm gỏi gà cho con mình nha cả nhà. Mình mua cái này thì mình không biết làm gì, mình tính làm gỏi chai, con mình đòi ăn thử cho biết là gỏi gà. Cho nên là giờ mình sẽ làm gỏi gà trước cho con mình, rồi mai mốt mình sẽ làm gỏi chai ăn sạch. Rồi mình sẽ ngâm rồi cả nhà, đây thì mình cũng có cái thau nước lạnh nè. Người ta nói cái này ngâm ra tầm cả ký lô á, nên là mình lấy cái thau hơi bự bự xíu. Cái này cũng đã hút chân không cho mình rồi, mình về bỏ tủ lạnh. Mình sẽ được sẽ như thế này nè, hay là sẽ cho vô cái thau nước này. Người ta nói cái này ngâm tầm 1 tiếng hay là 1 tiếng hay 2 tiếng cũng được nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm đây, mình để đây đi rồi mình đi chợ nha. Chợ mình mua đồ gỏi với mình đi bằng gà luôn, nấu bằng gà luôn. Cái nồi nước lên để mình luộc gà nha. Luộc gà xong rồi mình sẽ nấu cháo luôn. Cho vô đây là một miếng muối, một xíu bột ngọt. Cho gà vô luôn nha, mình cho từ nước lạnh nha cả nhà, để cho cái da nó không bị nứt. Gà nhà của mình nó hơi nhỏ, mặt rẻ, hai đứa con mình ăn. Gà này tầm ký. Cả nhà ơi, mình sẽ đi ra khu vườn nhà mình, nếu mình còn rau găm thì mình cắt rau găm vô mình làm gỏi nha cả nhà. Ở đây mình cũng còn ít rau găm nè cả nhà, mình sẽ cắt ít này vô để mình làm gỏi nha. Khu vườn nhà mình thì mình bây giờ mình cũng đang dọn để mình gạo mình trồng lại cả nhà ơi. Hổm gà không có rau ăn. Hôm nay còn được mớ rau găm nè. Rau găm này thì nó có cái mùi cay cay đắng đắng á, the the á, cho nên là mấy ảnh không có mổ. Còn mấy cái rau kia là trụi hết luôn. Cắt nhiêu được rồi, đi vô mình làm gỏi được rồi. Đây nha, khu vườn của mình sơ sát hết trơn rồi. Giờ mình cũng sẽ đang dọn, mình mằng cỏ, hôm qua mình mằng cỏ được một khúc ở đây rồi, mình sẽ sang mình gào rồi. Mình gào mình trồng được mấy cái bờ này nè, rồi còn mấy cái này thì chưa có cây cho nên là để làm sao. Đây là cái miếng chỗ mình trồng hẹ nè, gà nó mổ trụ lũi hết trơn. Mình lấy cái mấy cái bội gà mình đậy lại nè, cho nó lên. Vài bữa mình bước ra mình trồng chỗ khác, mổ đập lóc hết trơn luôn. Thấy tội mình lấy đồ mình đậy lại. Bây giờ mình sẽ đi rửa rau, ra rau cái tiếng vương rồi cả nhà. Mình ngâm từ sáng giờ cũng tầm 2 tiếng rồi nè. Bây giờ mình sẽ xả mình rửa nè. Mình ngâm ra cái nước nó hơi vàng vàng, nó hơi đục. Mình sẽ rửa lại là nhiều nước nè, 4-5 nước thôi. Nhiều lắm cả nhà ơi, 200g mà mình ngâm ra quá chừng luôn. 200g này ngâm ra chắc là tầm cũng cỡ ký rưỡi á, sẵn lắm. Mình rửa 4 nước cả nhà. Cho vô cái thau này 2 cục nước đá nha, để mình ngâm. Mình ngâm cái rau tiếng vua này cả nhà, thì nó dài dữ lắm, cho nên là mình cắt ra nha, mình cắt nó ngắn ra. Bây giờ mình sẽ phân nửa ra nha cả nhà, nhiều quá mình lấy dễ gì được rồi. Mình sẽ ngâm vô cái thau nước đá nha, chúc mình làm gỏi.
có để mấy cái nè. Còn nay thì mình đem vô tủ lạnh để mình cắt, mai mình làm gỏi cắt. Gà này của mình nó cũng chín đây nè cả nhà, mình sẽ vớt ra nha. Gà mình nấu mình chín nè, cho nên là nó cũng không có nứt nữa. Tại vì mình để nó vô từ cái nước lạnh á, cho nên nó không có nứt đâu cả nhà. Nước sôi để vô là nó nứt hết. Gà nguyên chân nó nứt luôn. Mình cũng cho gạo vô luôn á. Gạo này thì mình cũng gan nè, mình cũng vô xong gom vô luôn nha cả nhà. Nó gom thì mình không có xào, để mình nấu. Gạo nó cũng nở. Cho vô đây là một muỗng hạt liêu. Hồi nãy có để muối với bột ngọt rồi, giờ mình để hạt liêu thôi, với đường thôi. Cho vô muỗng đường nhỏ, nước mắm này. Mình cho vô xíu nước mắm nó là được rồi. Con mình thì nó cũng dễ lắm, mình nhắm chừng nó cũng dễ ăn. Bây giờ mình cũng sẽ cho gốc hành nè. Ngồi rồi vô. Lát mình để sao. Vậy là mình tắt lửa được rồi. Xé gà qua cái nhà. Gà ở ngoài nó thịt cắt. Sẽ trộn gỏi nha cái nhà. Mình cho rau cuốn vui vô cái nhà. Cái thao nè. Mở cái cà nước xếp ra cho mẹ. Mình sẽ cắt rau lâm vô. Bây giờ mình sẽ cho nước sốt nha, mình cho nửa chai thôi. Tại cái này mình chừa mình chấm nha. Rồi con gỏi lên chén. Rồi đây thì con gái mình nó đòi ăn chua chua, cho nên mình thêm một miếng chanh. Cái nước này thì nó không có chua không? Chén này không được. Thôi chén nhỏ nữa. Để chấm. Mình chọn cái nước này là vậy được rồi cả nhà. Mình không cần phải để gì, cho thêm miếng chanh đâu. Mình cho vô miếng hành phi cho nó thơm nha. Mình chọn như vậy rồi. Mình cho dài nha. Dài thì mình cũng xé xong rồi. Mình sẽ cho ra cái dĩa. Nhịp vô bên nhau gõ đây. Cho lên ít vô dâm. Mình cũng cho lên trên miếng hành phi. Dĩa, gỏi ra kim vua. Chào cả nhà nha. Chào bà cô chú. Chào cô chú. Cả nhà ơi, mình nấu cháo gà gỏi rau tiếng vua cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn với mấy mẹ con nha. Mời ông bà cô chú ăn gỏi gà rau tiếng vua. Thì mình không có ăn gỏi cả nhà, cho nên là mình ăn thanh long nha. Thanh long bột trắng. Con gấp cho em rồi. Mời cả nhà ăn thanh long nha. Thanh long bột trắng mình mua ngoài chợ. Mời cả nhà ăn thanh long nha. Ngày mai mình sẽ làm gỏi chay mình ăn cả nhà. Mình ngâm 200g mà mình làm mới có phân nửa, một dĩa bự vậy luôn. Em còn chưa phân nửa được tủ lạnh. Mời bà cô chú ăn đùi gà. Chào cô chú ăn đùi gà. Hồi nãy mình ăn thử là lúc mà ngâm rồi á, nó có mùi vị gì trên cả nhà. Nó chỉ giòn như là dưa leo, giòn á. Lạc cái mùi vị, trộn vô không biết làm sao. Mình nấu cháo để chiều chiều cho con mình ăn, chứ giờ nó chủ yếu nó ăn này cả nhà. Không ăn cháo. Rồi cả nhà, ba mẹ con mình ăn cháo gà với gỏi rau tiếng vua với thanh long cũng xong. Cả nhà có thích mình chia sẻ những món ăn dân dã miền Tây như thế này, xin cho mình một like và một lượt đăng ký để mình lấy đó làm động lực chia sẻ tiếp những món ăn như thế này nha cả nhà. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye.